Truyện tranh Tràng Quỳnh, truyện ngắn màu chọn lọc, tập 106. Ông địa kén ăn, còn khỉ câm. Ăn trộm, báo động, ăn trộm leo tường kia. Biết tôi là ai không, bà dám đánh? Ăn trộm mà còn dốc. Ói, đứa nào to gan thế, giữa ban ngày mà dám vào nhà quan ăn trộm? Em nè, Út Sáu nè. Hả? Là cậu Út Sáu? Đã Út mà lại tới Sáu là sao? Là nhà ổng có tới 6 đứa con Út. Sao không đặt tên rõ ràng mà lại đặt là Út 1, Út 2 tới Út 6? Như nhà tôi nè, cha mẹ tôi tưởng tôi là Út, ai dè sao tôi vẫn còn nên phải gọi là Út 1, Út 2. Sao cậu tè tua tơi tả tặng tạ thế này, chị nhìn không ra. Vợ em bỏ em, sao mợ ấy lại bỏ cậu? Em đâu có biết, em hiền lành ngoan ngoãn lắm mà, vẫn bị vợ bỏ, ông trời bất công. Suốt ngày ông ăn nhậu đánh bài, ông không chịu làm ăn gì cả, tôi sang đò khác vậy. Hả, sao cháu biết? Thư tuyệt tình của mợ nè, ở đâu cháu có? Trong túi áo cậu thòi ra cháu móc. Trời, thằng cháu trời đánh. Ha ha, vậy là phải rồi. Cậu hư hỏng quá, mợ ấy bỏ là phải. Thế mà là phải à? Vợ nó hư hỏng, bỏ nó chứ nó có làm gì sai? Đàn ông nhậu nhẹt cờ bạc là thường. Thế sao bà không cho tôi đi đánh bài, uống rượu? Tại ông là chồng tôi nên ngoại lệ. Hi hi, mẹ bên cậu Út Sáu bố thua. Thôi thì em ở lại đây, để chị nói anh tìm việc cho em làm. Cậu có nghề gì? Nhậu đánh bài. Vậy thì đi làm lính gác dinh đi, việc đó không cần chuyên môn. Gác thì phải thức khuya, chán lắm. Thế thì tôi cấp cho cậu một thửa ruộng. Làm ruộng cực lắm, không làm đâu. Vậy cậu làm quan huyện nhé. Thích đấy, nhưng đây có bằng cấp gì đâu. Bận nhậu quá, thời giờ đâu mà học. Có nghề gì rảnh để nhậu suốt ngày không ạ? Có, để chị tìm cho. Bà xin gì vậy? Tôi bị mất con bò, xin ông địa tìm giùm. Ừ, xin đi. Ông địa ở miếu này linh lắm. Biếu ông vài hào nè, ráng chăm sóc ông địa để ông đừng bỏ đi. Ông Từ ngủ rồi, vào. Để ở đây, xong. Ông Từ, mở cửa. Ôi, có việc gì mà bà huyện đến miếu sớm vậy? Ta nhờ ông địa tìm giúp ta chiếc nhẫn. Con bị kẻ trộm lấy mất một vật báu, xin ông địa chỉ giùm con. Chóng mặt quá. Ta là thổ địa đây, chiếc nhẫn của bà ở đằng kia kìa. Ông địa chỉ chỗ rồi, ông địa linh quá, tới tìm đi. Hi, bà ơi, đây rồi. Sao nó lại ở đây, ai lấy vậy? Ông Từ lấy chứ ai. Ông Từ to gan. Không có, tôi không có lấy. Già nua thế này lấy nhẫn đó tặng ai? Già thì có bạn già, bắt ông Từ. Ông địa có say rượu không vậy? Sao ông hại tôi? Ta nghĩ lại rồi, thả ông ấy ra. Nếu tình ông già cá là tuổi quá thành niên nên suy nghĩ nồng cạn, ta tha tội cho ông. Bà ơi, người ta nói chỉ có tuổi vì thành niên mới suy nghĩ nồng cạn. Nít chả hiểu gì cả. Trẻ vì thành niên suy nghĩ nồng cạn, già quá thành niên cũng thế. Hứ, ý làm lớn, muốn nói sao cũng được. Nghe ta nói đây, ta tha tội ăn trộm cho ông, nhưng ông phải rời khỏi huyện này ngay. Tôi có một thân một mình, biết đi đâu. Vậy thì vào nhà giam ở. Thôi chả thèm vào đấy, ngủ bờ ngủ bụi vậy. Gọi cậu Út Sáu vào cho ta. Hả? Em làm ông Từ giữ miếu thổ địa à?
Việc này hợp với trình độ của em. Hằng ngày em chỉ quét dọn sơ bàn thờ rồi ngủ. Miếu này linh lắm, nên dân làng thường cúng mồng địa. Em tha hồ mà ăn. Họ có cúng rượu không? Họ chỉ cúng bánh trái, nhưng có kèm thêm tiền để nuôi ông Từ. Lấy tiền đó mà xài. Thế thì được, có tiền có ăn mà không phải làm gì. Có con dế của lửa kìa, của Tàu đấy. Hụt rồi nha, Tàu không thua mày đâu. Bịch, á, con dế của lửa của mày to ghê. Đùa nữa hả, xác chết đấy. Tránh ra cho tao xem. Á, là ông Tự, sao ổng lại nằm đây? Chưa, ổng chưa chết. Về lấy dầu cạo gió cho ổng. Ôi, đứa nào cạo vậy? Ha, ông tỉnh lại rồi, tao cạo gió hay chưa? Tao ngủ chứ có trúng gió gì đâu mà tỉnh, giỏi dữ. Thằng khỉ, mày cạo gió như cày đất vậy. Già cộp, thì có thế mới mau tỉnh ông ạ. Ủa, sao ông lại ngủ ở đây vậy? Không có nhà thì ngủ ngoài đường chứ sao? Không hiểu hả? Có kẻ xoán ngôi ông Từ, chiếm mất miếu của tao. Kẻ nào phản loạn vậy ạ? Em của bà huyện, bá chủ mưu. Hừ, ngôi ông Từ mà cũng ham. Chúng mày đi chặt cây, hái lá về cất cho ông Từ một cái chòi. Có chỗ ở nhưng lấy gì ăn? Hề, câu hỏi khó à. Chả nhẽ ngày nào chúng mình cũng mang cơm tới cho ông Từ. Từ từ, việc gì cũng phải từ từ. Cứ cắt chòi cho ông Từ ở trước rồi tính sau. Đi đi. Có cây có lá rồi đây. Nhanh tay lên. Chúng mày cắt nhà lầu hả? Ở nhà lầu cho sang ông ạ. Vả lại ở đây nhiều rắn rết lắm. Ở dưới đất không an toàn. Công trình của tập thể kiến trúc sư làng đã hoàn tất. Còn mèo kia ra ngay. Không phải tụi tao làm nhà cho mày ở. Rắc rắc. Nhà dỗm rầm. Nhà lầu gì mà không chịu nói một con mèo. Kiến trúc sư trưởng Quỳnh phải chịu trách nhiệm phụ sập nhà gây chết một con kiến. Trách nhiệm thì trách nhiệm, có ai bó tù đâu mà sợ. Theo tao, chắc tao không dám ở nhà do chúng mày cất quá. Có nhà mới rồi đây ông ơi. Sao giống cái chuồng gà quá vậy? Dạ đúng rồi ạ, chuồng gà nhà chú Lưu không dùng nữa còn xin đấy. Trời, số ta cuối đời ở chuồng gà sao? Không sao ạ, làm vệ sinh trang trí lại một chút thì đẹp ngay. Ừ, vậy cũng được, có chỗ ở ngủ là tốt rồi. Tạm thời ta chia phiên mang thức ăn tới cho ông Từ. Tao sẽ kiếm cách lấy lại miếu thổ địa. Bữa nay tao mang thức ăn, mai tới phiên thằng Dừa, mốt tới thằng Dừa. Sao các người cứ cúng những thứ này mãi vậy? Thì từ nào tới giờ ông Địa chỉ ăn đường tán với bánh tráng thứ nướng thôi. Ông có ăn gì khác đâu. Tối qua ông Địa hiện lên mách với ta rằng từ nay ông đổi khẩu vị, ông ngán mấy thứ này lắm rồi. Hãy cúng gà vịt cơm rượu cho ông, nếu không ông sẽ không giúp ai nữa đâu. À, ta sẽ lợi dụng việc này. Đứa nào quen bắt lợn, tao, đi với tao. Đi đâu? Đi ăn trộm lợn. Ê, mày hết chuyện chơi rồi hả? Ăn trộm vì mục đích tốt, sau đó sẽ trả lại cho người ta. Biết thế lúc nãy tao không nói tao biết bắt lợn. Bắt con lợn nhà bà Tám Loa. Bà đó dữ lắm à, chọn nhà khác đi. Bà Tám Loa là cái loa của làng. Chuyện gì bà cũng la toáng lên, cả làng biết hết. Tao cần cái miệng của bà để loan truyền chuyện này. Cố gắng đừng cho nó là đấy. Yên tâm, tao có 50 năm kinh nghiệm bắt lợn mà. Khỏi là nhé. Trời ăn gian. Được rồi, khiêng đi. Hít, vậy mà thầy bói nói mình sống thọ lắm. Đem giấu nó trong hang kia. Chúng không đem đi mổ.
Vậy là thầy bói nói đúng, mình chưa chết. Ụt ụt. Ôi làng nước ơi, đứa nào lấy mất con lợn đẻ trứng vàng của tôi rồi? Sao vừa thôi, lợn mà đẻ trứng? Lợn của tôi là lợn thần, lợn tiên, đẻ ra vàng, mất nó thì tôi chết. Là ôm xồm thế cũng chả tìm ra nó, mang lễ vật đến nhờ thú địa tìm cho. Mang về, đói gà vịt đi, dạo này ông địa kén ăn lắm. Ăn mặn thì còn gì linh thiêng nữa, chưa thử sao đã biết, về đổi lễ vật đi. Gà đây, ông địa chỉ cho tôi ai đã lấy con lợn đi. Về đi, tối ông địa báo mộng cho. Đã thiệt, ngồi mát ăn bát vàng. Sao ông địa chả báo mộng gì cả vậy? Có, ông báo mộng cho tôi rồi, ra bụi tre cành lò gạch dẫn nó về. Có con lợn con heo đâu đâu? Ông địa xạo, chả có heo lợn gì ở đây cả. Vậy là chúng dẫn con heo đi nơi khác rồi. Chúng đi đâu thì ông địa phải biết chứ. Cúng một con gà thì biết một địa điểm thôi. Chúng đưa con lợn đến địa điểm thứ hai thì phải cúng con gà thứ hai mới được. Dẹp, nhờ chúng dẫn con lợn đi cả chục địa điểm thì hết đàn gà của tôi. Đã mất con lợn, giờ mất thêm đàn gà nữa à? Ông địa chá linh, làng nước ơi, ông địa chá linh, đừng thèm cúng nữa. Chuyện gì thế bà Tám Loa? Ông địa bỗng dưng kén ăn, đòi ăn mặn nên bị mù rồi, chả thấy gì nữa. Giấu con gà của bà mùi chưa? Rồi trong cái lù ở gần ao nhà bà đấy. Vậy thì tao bắt đầu, chúng mày cứ làm như tao dặn. Thôi ăn đi, cái bụng của mày kìa. Tao cố ý làm thế mà. Hè hè, thế này mới giống ông địa. Ăn rồi ngủ suốt ngày, chẳng trông nom nhà cửa gì cả, mất con gà rồi kìa. Lúc chưa mất, tôi thấy nó còn mà. Cãi bướng, cãi vô duyên, ói, ói. Thiếm đánh chú chẳng thấy được con gà đâu. Chúng mày đi cúng ai thế? Nhà con mất con chó, con đi nhờ ông địa. Xì, ông địa làng mình kén ăn, đòi ăn mặn nên hết linh rồi, cúng chi cho hao. Đúng thế ạ, ông địa kén ăn, không linh, nhưng có một ông địa không kén ăn, rất linh. Ở đâu? Cạnh bờ sông ạ, thiếm có đi theo chúng con không? Ủa, ông địa ngồi ở gốc cây thế hả? Nhà của ta mất rồi, phải ngồi gốc cây thôi. Thế ông địa nào ở trong miếu? Chả có địa nào cả, có mỗi mình ta đã ra đây rồi. Tại gá từ mới ham nhậu nhẹt nên bày ra trò ông địa kén ăn, làm ta mang tiếng nên ta bỏ miếu ra đây. Về nói với dân làng, ai cần gì thì ra đây gặp ta, lễ vật vẫn là đường tán và bánh tráng, ta không kén ăn gì cả. Ông địa tìm giùm tôi con gà. Nó trong cái lù cạnh ao nhà bà đấy. Thằng trời đánh nào chơi nghịch, bỏ vào đấy chứ không ai lấy cả. Thằng quỷ. Hay quá, con gà đây rồi, ông địa linh ghê. Bà Tám Loa ơi, có người tìm con heo cho bà rồi này. Thế hả, để tôi tới. Con lợn của bà ở trong hang nhỏ trên núi. À, mày đây rồi, thế mới là ông địa chứ. Ta sẽ cho gá từ trong miếu một trận. Con bị mất một chiếc vòng vàng, con nghĩ chồng con lấy, có phải vậy không ông địa? Địa đây, chồng người lấy chứ ai. Về đánh nó một trận, nó sẽ trả lại ngay. Chát, chữa cái tội xạo, lợi dụng thần thánh để kiếm ăn. Tôi chưa có chồng, hả? Tha cho tôi đi chỗ khác ở. Dọn nhà, đưa ông từ về lại miếu. Bà con ơi, ông địa đã trở về miếu rồi. Ai cần gì cứ đến miếu mà xin, loa loa. Cảm ơn mấy đứa đã giúp ông trở về mái nhà xưa. Ông ơi, con thắc mắc một chút. Có phải ông địa ở đây linh thật không vậy? Có một cái gì đó rất thiêng ở đây, ta không giải thích được. Ai xin điều gì cũng được cả. Mấy đứa thường nghe người ta đồn, đền này thiêng, miếu kia linh là vậy.
đó là những hiện tượng siêu nhiên người ta cảm nhận được nhưng không lý giải được. Theo ta, sự siêu nhiên, sự linh thiêng đó chỉ đến với những người ăn ở hiền lành, ngay thẳng. Tại gã tự em bà huyện là kẻ bịp bợm, lười biếng nên sự linh thiêng ấy biến mất. Ăn trộm vào bếp, bắt nó. Chá, nó leo tường kìa, bắt nó, trả thù cho tao. Nó thoát rồi, thấy mặt đó không? Không thấy mặt nhưng chắc chắn nó là một đứa con nít. Còn con nít mà đã đi ăn trộm, lớn lên chắc thành ăn cướp. Xem có mất gì không? Dạ mất cái nồi cơm, uổng ghê, còn cơm nhiều quá chừng trong đó. Hừ, cái nồi đồng công tiếc mà tiếc mấy hột cơm. Cơm ăn được chứ cái nồi có ăn được đâu. Ăn trộm, lại ăn trộm nhà bếp nữa. Vút, vèo. Cốp, chết mày, dám lợi dụng cơ hội để đánh tao. Bà ơi cứu con. Chát, chết ông với tôi, lợi dụng cơ hội để đánh tôi. Chúng mày cứu tao. Ăn trộm vào nữa kìa. Ông bà lo đánh nhau, họ khuôn thêm một cái nồi nữa rồi. Vậy là đêm nay mất hai cái nồi. Vâng ạ, à, một nồi cá kho và một nồi thịt kho mặn hột vịt muối. Tiếc ghê. Nhà ông làm gì mà ồn ào thế? Bộ cả nhà chơi bịt mắt bắt về vào đêm khuya à? Bịt mắt bắt trộm thì có. Mấy đêm nay nhà tôi bị trộm liên tục. Nhà ông có bị không? Không, tôi chả canh chả gác mà cũng chả thèm đóng cửa, nhưng chẳng bị trộm. Vậy là tại nhà ông nghèo. Chát, nhắc cho ông nhớ, ông còn nợ tôi tiền thua bài, ai nghèo hơn ai? Chát, dám vay tiền đánh bạc, hừ. Xui tận mạng, bị ăn trộm mất của, bị gia nhân đánh, bị láng giềng bốp, rồi lại bị vợ bốp. Mai tao sẽ nhờ đại quân tuần đinh của làng canh nhà, đừng hòng trộm của tao nữa. Được, tôi sẽ cho 20 thằng tuần đinh tới canh nhà cho ông. Tối nay em không bị trộm. Lão phú hộ ngộ này kêu kiệt ghê, mình canh nhà cho ổng mà chẳng có được chén cháo hoa. Chúng mày đến xem con khỉ bán nồi ở chuối chợ kia. Mấy đồng một cái nồi. Nó ra dấu, nó bị câm. Có cái nồi nào bị thủng đáy không? Bán cho tao một cái. Trời. Ha ha, khách hàng là thượng đế, muốn nồi thủng thì có nồi thủng ngay. Nó bảo mày phải mua đó. Tao không có tiền. Chát. Để tao phiên dịch. Đã nói mày là thằng ba xạo ba hoa, cần phải đánh một trận cho chừa. Mày mà nó đánh bằng cái nồi đất chứ đánh bằng cái nồi đồng thì mày toi. Ông ơi, có một con khỉ đang bán mấy cái nồi mình bị ăn trộm. Kẻ trộm sai nó đi bán, bắt nó sẽ tìm ra thủ phạm. Lấy lừa bắt nó, mình không nhanh bằng nó đâu. Mời hả? Có cái nồi nào không phải của tao, bán cho tao. Bắt nó. Bắt được rồi. Giải nó lên quan. Chạy theo xem con khỉ ăn trộm. Con khỉ kia, xưng tên họ, mau. Bẩm nó bị câm, không nói được đâu ạ. Thế thì ta đặt tên cho mày là khỉ văn trộm. Khỉ văn trộm, cho ta biết ai là người sai mày đi ăn trộm. Hả? Sao mày chỉ tao? Tao sai mày đi ăn trộm của tao à? Ta hỏi lại, ai sai người đi ăn trộm? Hết ý, giờ nó bảo ta sai nó đi ăn trộm. Ha ha, tới trưa, trong dinh có bao nhiêu người, nó chỉ hết. Làm gì ưu tư vậy ông cụ? Tao thấy có vấn đề. Kẻ trộm chuyên nghiệp không bao giờ mang đồ ăn trộm ra bán tại chỗ. Còn khi ăn trộm nồi để bán làm chi? Nó chỉ ăn trộm chuối thôi. Chắc là chủ của con khỉ có chuyện gì khúc mắc. Nó cầm mà quan cứ hỏi,
tới tận thế cũng chưa có câu trả lời. Tao sẽ làm sáng tỏ vụ con khỉ này ra vườn dừa. Mày leo cây dừa giỏi, hái cho tao chừng chục trái đi. Hừ hừ, mày chắc là anh em với con khỉ văn trộm, leo cây giỏi ghê. Cốp, trò chữa cái tội, nói tao giống khỉ. Hái lại lên, đừng đùa nữa, họ đưa con khỉ vào nhà giam thì thua luôn. Bịch bịch, mỗi đứa cầm một trái, tàu hồ thì cùng ném. Ném, rầm rầm. Chạy ra ngoài mau. Chạy theo con khỉ. Mệt quá, tao bỏ cuộc. Tao mới ăn nửa trái mít, chạy không nổi. Còn tao với mày. Nó chạy vào cái miếu hoang kia, chắc là chủ của nó ở trong đó. Mày đi đâu về đó? Mày đi bán nồi à, bán được không? Sao mày khóc? Khỏi lo, không có cơm ăn thì nhịn, nín đi. Ôi, con khỉ đi ăn trộm về nuôi người bệnh này. Không ăn trộm được thì nó đem nồi đi bán. Một con khỉ trung thành. Chào chú. Tao không tới bắt mày, để tao nói chuyện với chú này. Chú nuôi con khỉ để đi ăn trộm phải không ạ? Bậy mày, tao nuôi nó từ lúc tao còn giàu cơ. Sao giờ chú không giàu nữa, nghèo chi cho khổ vậy? Ông anh yêu quý của tao dành hết gia tài cha mẹ để lại, đuổi tao đi. Phú hộ ngộ là anh tao đó. Thảo nào con khỉ cứ nhắm nhà ông ngộ mà ăn trộm. Khỉ mà không biết thù hả mày? Rẹp cũng còn biết thù nữa kìa. Mày thấy rẹp trả thù chưa? Chưa, tao cũng chưa thấy. Sao chú không kiện lên quan? Kiện rồi, anh tao giấu, không đưa tờ di chúc ra nên quan không xử được. Chắc ổng xé rồi. Chưa, tao biết chắc ổng còn giữ. Tờ di chúc ghi gia tài của cha tao chia làm 3 phần. Một phần cho ông Ngộ, một phần cho tao và phần còn lại cho cháu đích tôn. Phần đó là miếng đất cho làng mượn. Khi nào ông Ngộ có con trai, làng phải trả lại miếng đất cho thằng bé. Bởi thế nên tao biết chắc ông Ngộ vẫn giữ tờ di chúc. Vậy phải lấy tờ di chúc đó. Ông giấu kỹ lắm lấy sao được. Nhờ khỉ văn trộm lấy. Nó dốt chữ biết tờ nào là di chúc mà lấy. Mày về lấy giấy bút lại đây cho tao. Ghé mua mấy cái bánh ú cho ông chú này và vài trái chuối cho con khỉ. Tiền đâu? Mua mà không cần tiền mới hay. Mua mà cần phải có tiền là xoàng. Ăn chuối cho thông minh rồi học. Người ta vừa khám phá ra trong chuối có chất bổ não, làm trẻ con thông minh đấy. Thế sao ngày nào tao cũng ăn chuối mà tháng nào cũng đòi sổ? Mày lười học như bò, chẳng thuốc nào giúp đứa lười học trở nên thông minh cả. Rồi xem đây, chữ này là di chúc, hiểu chưa? Di chuối. Di chúc. Ngồi đó nhìn chữ này thật lâu cho nhớ. Di chuối. Nó khờ rồi kìa, thèm chuối đi. Nhức đầu. Mầm. Di chúc. Mày viết lên các tờ giấy này đủ thứ chữ cho tao. Chữ này có phải là di chúc không? Giỏi. Chữ này. Giỏi. Chữ này. Cừ, thằng khỉ kia, mày bôi bác tao hả? Ha, lâu lâu trạng cũng bị tổ trá. Chữ này. Nó biết chữ di chúc rồi. Nghe đây, khi nào ông Ngộ đem giấy tờ ra khỏi tủ, mày tìm tờ giấy có chữ này và lấy, hiểu không? Giỏi. Sao mày biết ổng sẽ mang giấy tờ ra? Quỉnh mà. Đi theo tao bắt con mối. Làm chi? Nấu canh chua. Có ụ mối lớn đây, phá đi để bắt mối. Có gì mà sợ, nó chỉ là loại kiến trắng thôi. Một bịch to, được một nồi canh chua lớn, ha ha.
Tối nay mày đem bịch mối này bỏ giữa nhà ông Ngô. Mấy ngày này họ không bị mày trộm nữa nên không đề phòng đâu. Bịch, eo ơi, mối ở đâu nhiều thế này? Mình thấy chừng này thế thì còn vô số con mình không thấy, làm sao mà diệt? Gọi thầy diệt mối tới cho tao, chúng nó phá nát hết cả nhà bây giờ. Biết tìm thầy diệt mối ở đâu đây? Hai đứa mày làm gì vậy? Cái chổng tre nhà con có nhiều mối quá, con đang diệt. Diệt cách nào? Phun thuốc ạ. Mày có thuốc diệt mối? Thuốc gia truyền hay lắm, cứ xịt thuốc vào rồi bắt từng con lấy búa đập chết hết. Xì, thuốc thế mà bảo là hay. Họ giấu nghề đó chú ơi, nó có cách diệt mối hay lắm. Mày tới diệt mối nhà ông Ngộ đi, ổng cho tiền. Con đang bận, chiều mới tới được. Chú nói với ổng hãy đem tất cả quần áo đồ đạc quý ra khỏi các tủ giường rồi làm vệ sinh đi, chiều con tới. Mang hết áo quần ra để ngoài sân. Giấy tờ nhà đất gì chút, lấy đá dằn lên kéo nó bay. Lau chùi tất cả giường tủ bàn ghế cánh cửa cho tao. Đốt đi. Cháy, cháy nhà. Cháy hả? Ra xem. Đi hết rồi. Xì, cháy có đống rơm mà tụi nhỏ la dữ. Chiều rồi sao tao không thấy thằng nhỏ đó tới? Nó tới kìa. Diệt mối đi, tao làm vệ sinh nhà rồi đó. Ông đứng đây đọc to câu thần chú này, tự nhiên mối sẽ hết. Tao năn nỉ chúng mày đừng phá nhà tao nữa. Năn nỉ mối đừng phá nhà, thần chú gì kỳ cục. Bậy xạo. Ha ha, diệt không được thì phải năn nỉ thôi. Hừ, tao mà bắt được mày, tao băm phầm chặt cắn xé mày ra nghìn mảnh. Dọn đồ vào. Quan huyện đòi ông Ngộ vì có liên quan tới một vụ án mạng. Ta làm gì mà liên quan tới án mạng? Chắc tại ông giết mối. Chá. Nấu ruột đây mà còn nói bà láp. Ông Ngộ nghe ta hỏi, tại sao cha mẹ để gia tài lại cho anh em của ông mà ông chiếm hết? Đâu có đâu, cha mẹ để lại cho mình tôi thôi. Nó là con ghẻ không được hưởng. Người nó trần trù thế kia mà ông bảo nó ghẻ. Đưa di chúc cho ta xem. Bẩm làm gì có di chúc ạ? Trước khi qua đời cha tôi chỉ nói miệng thôi. Thế cha của ông có nói để lại một phần gia tài cho cháu đích tôn không? Có. Ủa sao quan biết? Ta đọc trong tờ di chúc. Quan xạo làm gì có di chúc. Mười heo vì tội bảo ta xạo. Ôi ôi, quen miệng thôi mà, bớt tí đi. Ói ói, chát. Thụ án rồi thì xem đi. Ủa, ở đâu quan có tờ giấy chúc này? Cha của ông hiện hồn về đưa cho ta. Quan xạo nữa. Thêm 10 heo. Đánh cái mồm của tôi đi, cái mồm nói linh tinh, không kiểm soát được. Rồi, nghe ta phán. Căn cứ vào tờ di chúc này, một phần gia tài sẽ thuộc về em của ông. Phần dành cho cháu đích tôn sẽ do làng giữ, ông chỉ được một phần thôi. Về đi. Quan cho xin lại tờ di chúc. Vì ông vi phạm di chúc nên ta sẽ giao giấy này cho làng giữ. Về đi. Hết nghèo rồi nha. Nhờ con khỉ cầm này đấy.